Tập 30. Anh Kevin, hôm nay tôi làm trực tiếp, anh thấy sao? Rất chuyên nghiệp, rất hoàn hảo. Lily, các em sẽ đến đây rồi. Việc bên kia cũng xong rồi, nên qua đây xem chuẩn bị trang phục thế nào rồi. Đúng rồi, đây là bạn thân của tôi, Helen. Cô ấy đến từ Thượng Hải. Xin chào mọi người, xin chào. Tôi vẫn luôn là fan của anh, xem video trực tiếp của các anh. Không ngờ người thật ngoài đời càng ngầu. Có fan luôn rồi. Cảm ơn sự ủng hộ của cô. Kim Tiểu Thiên đâu? Cô ấy đi tìm ngựa rồi. Tôi đi nghe điện thoại. Thế nào Tina? Cũng bình thường. Mẹ, sao thế ạ? Cái gì? Bố mẹ tới Shangri-La rồi. Bố mẹ đến đây làm gì? Được được, con biết rồi. Con qua đón ngay. Lily, anh có chuyện phải ra ngoài một chuyến. Các em cứ nói chuyện với nhau nhé. Anh đi đây, tạm biệt. Hôm nay chúng ta đến với buổi triển lãm tranh Trường phái núi tuyết của thầy Sở. Mời các bạn đi theo tôi, cùng nhau vào trong xem. Shangri-La, đúng với tên gọi như mọi người đã nghe, James Hilton từng giới thiệu trong Đường chân trời đã mất. Như vậy thật ra Shangri-La nơi này, dịch theo ngôn ngữ dân tộc Tạng là nhật nguyệt trong tim. Chi Hàn, mẹ, mau vào trong đi. Xem con này, vừa đen vừa ốm. Có phải trên đường chịu nhiều khổ cực không? Bố, Chi Hàn, ngồi đi. Con nhìn con xem, ốm như vậy. Mẹ, đừng nói vậy, con vẫn ổn mà. Con còn ăn nhiều hơn trước đây đó. Mẹ không tin. Thế nào rồi Chi Hàn, chuyến này đi có vui không? Bố, con không đi chơi, con đang lập nghiệp. Bố biết, đây là một loại lập nghiệp của thanh niên tụi con. Con có dũng khí lập nghiệp là điều đáng mừng. Cho dù kết quả sau này là thành hay bại, thì bố và mẹ con đều có tâm lý chuẩn bị. Nhưng nói đi phải nói lại, chuyện lập nghiệp như thế này, đến cuối cùng 10 phần thì 8-9 phần là thất bại. Bố và mẹ hy vọng con có thể hiểu. Thay vì sau này có hối hận cũng không kịp, chi bằng bây giờ dừng lại, tiết kiệm tinh lực có hạn của con, đi làm việc có giá trị hơn. Việc có giá trị hơn là việc gì ạ? Quay về quản lý phòng tranh của bố mẹ. Chi Hàn, sao con lại nói như vậy với bố con? Vậy bây giờ con cứ ở đây thì được gì? Lý tưởng của con hay là tình yêu của con? Cho dù là lý tưởng hay tình yêu, con đều phải bảo vệ. Là vì cô gái đó sao? Con thích nó. Phải, con thích cô ấy. Nhưng hiện tại người ta không thích con. Thì có thể thấy dung mạo của núi tuyết Mai Lý, thầy ấy đã kết hợp với phong cách địa phương để thể hiện hình thức văn hóa nghệ thuật độc đáo của dân tộc Tạng. Cô ta đã không có mắt thẩm mỹ như vậy, thì con thích cô ta làm gì nữa? Mẹ sẽ tìm cho con đối tượng tốt hơn. Mẹ, chuyện tình cảm của con mẹ đừng bận tâm, con tự biết phải làm sao. Chi Hàn, chỉ cần bây giờ con rời xa cô gái đó, bố bảo đảm với con, bố sẽ ủng hộ tất cả những gì con muốn. Bố, bố nói thế nghĩa là sao? Nghĩa là hôm nay cho dù con lựa chọn thế nào, thì lần này con cũng phải đi về với bố mẹ, có phải không? Phải. Điểm này thì khỏi phải thương lượng. Chúng ta là người một nhà, đã là người một nhà thì phải cùng nhau. Bố, con nhớ trước đây bố là người rất tiến bộ. Tại sao hôm nay trong chuyện này thì bố lại bá đạo, không thấu tình đạt lý như vậy? Thấu tình đạt lý? Thấu tình đạt lý thì cũng phải xem đó là chuyện gì. Con nghĩ không cần phải nói chuyện tiếp với nhau nữa. Chi Hàn, con đứng lại đó. Anh làm gì vậy?
Con trai vừa mới tới thì bị anh chọc giận bỏ đi rồi. Em còn chưa kịp nói gì với nó nữa. Được rồi, được rồi, từ từ thôi. Sao anh cứ hồn dí lên mây thế? Có phải đến đây làm anh nhớ tới người và việc khi xưa? Em nói gì vậy? Gì mà hồn dí lên mây? Anh hồn dí lên mây cũng là vì chuyện của con trai. Hồn dí lên mây. Anh đi tắm. Quay đặt ở đây. Dẹp cái ghế này đi. Xếp thẳng thớm một chút. Xin chào. Tôi là vợ của ông Sở. Xin chào bà Sở. Tôi muốn hỏi có lịch trình buổi họp báo và danh sách hành trình cụ thể không? Chồng tôi muốn xem qua. Vâng, có. Tôi tìm xong sẽ gửi qua cho bà. Được, phòng 638. Cậu gõ cửa vào là được. Bây giờ tôi phải ra ngoài. Vâng vâng, được, cảm ơn cậu. Ai đấy? Cô chính là Lý Tâm Nguyệt. Thầy Sở, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt nhau. Mời vào. Bố già, anh Huy gửi tin cho tôi rồi. Tôi cũng nhận được rồi. Hắn hẹn tôi hôm nay 6 giờ gặp mặt ở nhà máy bỏ quan ngoài ô phía Bắc. Cậu sẵn sàng đợi lệnh, tuân lệnh. Tôi phải tìm ngựa cái cho hôn lễ trước. Tìm xong thì tôi có thể qua đó. Chú ý an toàn. Lúc đó tôi nhớ khi gặp cô vẫn là một cô bé. Bao nhiêu năm rồi? Giờ đã lớn thành một cô gái duyên dáng yêu kiều rồi. Ngồi đi. Ông không ngờ có thể gặp được tôi ở Shangri-La nhỉ? Phải. Tôi thật không ngờ có thể gặp cô ở Shangri-La. Đã rất lâu rồi tôi không đến Shangri-La. So với lúc tôi đến đây năm đó thì bây giờ khác nhiều. Nhưng có nhiều chuyện, cho dù đã trải qua bao nhiêu năm thì vẫn không thể thay đổi được. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Ông thực sự cho rằng bí mật của ông sẽ không bao giờ có ai biết. Có thể ông nghĩ rằng ông có thể lừa gạt được cả thế giới, nhưng ông sẽ không bao giờ lừa được tôi, vì tôi là người biết rõ chân tướng sự việc. Tất cả chân tướng sự việc. Cái mà cô gọi là tất cả chân tướng sự việc rốt cuộc là cái gì? Sở Hồng Phi, chuyện ông làm với bố tôi nghĩ ông là người biết rõ nhất. Tranh đầu kỳ của Kỳ Phong đúng là chỗ thầy có. Nhưng mà sau khi bố con mất không bao lâu, Sở Hồng Phi đến chỗ thầy. Nó nói muốn mang tác phẩm của sư huynh cất giữ trong phòng tranh. Thầy đã đưa cho nó hết rồi. Sở Hồng Phi ăn cắp tranh của bố con không sai chứ? Ông ta ăn cắp để rồi có được tài sản và danh tiếng. Bây giờ còn là thầy Sở. Bố đã dùng cả tâm huyết vẽ bức tranh ấy. Bố đã nhận lại được gì? Tôi làm những chuyện này đều là cố gắng làm theo nguyện vọng của anh Kỳ Phong lúc còn sống. Thế thì có vấn đề gì chứ? Anh Kỳ Phong lúc còn sống là bạn bè tốt của tôi, chỉ có tôi biết. Sinh thời mong ước lớn nhất của anh ấy là tạo ra trường phái Núi Tuyết và phát triển nó rực rỡ. Đáng tiếc, anh ấy ra đi quá sớm. Là tôi, một mình tôi, nỗ lực bao năm nay, cuối cùng đã thực hiện được di nguyện của anh ấy. Nếu như người sáng lập là tác giả thứ hai, liệu có khiến người ta phục không? Ý ông là ông làm tất cả vì hoàn thành di nguyện của bố tôi, chứ không phải vì bản thân ông sao? Dĩ nhiên, bố cô lúc còn sống là một người không màng lợi ích cá nhân. Thứ anh ấy thật sự quan tâm là tính kế thừa và tương lai của hội họa. Chỉ tôi mới hiểu anh ấy,
Giờ chỉ tôi hoàn thành được di nguyện của anh ấy. Đúng là lý lẽ của kẻ cướp ăn nói hàm hồ. Sở Hồng Phi, hôm nay tôi tới đây cho ông một cơ hội, trả lại toàn bộ đồ mà ông đã cướp của bố tôi. Tôi biết mấy năm qua cô đã sống rất vất vả. Tôi đồng cảm với cô. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn năm đó, thôi, tôi không nhắc nữa. Gần ấy năm đã qua, thực ra tôi cũng rất khổ tâm. Tôi vì bố cô mà buồn bã tiếc thương. Dù bây giờ cô nghĩ gì đi chăng nữa, cô Lý à, tôi cũng chỉ muốn nói đây thực sự là hiểu lầm. Hiểu lầm? Xem ra cả thế giới đều hiểu lầm ông nhỉ. Tôi cảnh cáo ông, nói ra hết chân tướng cho tôi. Nếu ông không tự nói ra, tôi thay ông nói. Ông Sở, mục tiêu đang đi một mình ngoài đường. Tôi sẽ nhanh chóng hành động. Nếu thành công, tiền tăng gấp đôi. Còn thất bại, một xu cũng không có. Tôi sẽ không để lỡ nữa. Ngoan nào, hôn lễ nhờ vào mày đấy. Tina à, qua cô làm không được đâu. Vậy làm kiểu gì? Học Helen đi này. Chào. Sao cô cũng tới rồi? Cô anh nói kìa, cô ấy được gả cho anh. Tôi thuộc nhà gái, chả lẽ không nên đến? Ừ, nên chứ, em làm đẹp chứ. Anh xem hai người họ giúp mình chuẩn bị đó. Cô liệt kê tới đâu rồi? Cũng sắp xong rồi, đọc xem. Chắc chừng này thôi. Đầu tiên chuẩn bị một đoàn ngựa, chắc tầm 10 con. Dùng một loại mũi tên màu đặc biệt, phía trên có gương, các loại có đính ngọc cường, mang đặc trưng địa phương. Rồi thêm các thứ thuốc lá, rượu trà, cứ thêm đại vài món. Rồi chuẩn bị mấy cái khăn kata. Biết rồi, cô đừng viết qua loa quá. Ghi chi tiết giúp tôi nhé. Phải, viết chi tiết nhé. Tiểu Thiên yên tâm, chúng tôi sắp xếp ổn thỏa rồi. Các bước đều đã lo liệu xong. Không phải cô cần ngựa cái à? Phải, tôi cũng nói ngoài cửa, vừa dắt về. Khá lắm, thật không? Đi, em muốn đi xem. Tôi đi thay đồ nhé. Sợ Lily ngửi phải mùi ngựa trên người. Ừ, đi mau đi. Ngoan quá. Ôi trời ơi, đúng đó. Sao Tâm Nguyệt chưa về nhỉ? Không phải cô ấy nói đi một lát sẽ về sao? Nhưng nãy giờ cũng lâu rồi đó. Đừng lo quá, Lily lớn rồi mà. Tina xem này, thế này không ổn, làm theo mẫu này. Có ai gặp Tâm Nguyệt không? Cô ấy nói có gì nên đi đâu mất rồi, bảo chúng tôi về trước. Không ai đi cùng cô ấy à? Không có. Anh Hàng à, vậy là sao? Sao không ai đi cùng? Lúc Lily đi thì tôi không có mặt. Cô ấy ở cùng Tina. Cô ấy rốt cuộc đi đâu? Thì cô ấy chắc đi đâu lanh quanh thôi. Đừng lo quá. Phải đó, chị Lily lớn rồi mà. Lúc thiếu em còn chẳng thấy anh lo như thế. Tiểu Thiên yên tâm đi, chắc không đi xa đâu. Gọi không được hả? Anh đi đâu thế? Em đi với anh. Đừng đi, đừng nằm loạn. Mình lo chuẩn bị thôi.
Bà chủ có người tìm. Ai vậy? Người lạ à? Chưa gặp bao giờ. Dáng vẻ thế nào? Cũng cao ráo à? Đang ở đâu? Bên kia à? Tâm Nguyệt à, mỗi lần con ở cùng bọn trẻ đều cứ rạng rỡ như hồi còn nhỏ. Viện trưởng, lúc nhỏ con trông thế nào ạ? À? Con sống ở viện hơn một năm. Lúc mới đến cứ khóc suốt, không ai dỗ nổi. Sau đó thì con nghe cô và bọn trẻ hát, liền hát theo. Hát xong còn mỉm cười. Đó là lần đầu cô thấy con cười. Nói chứ, con mà khóc thì chẳng ai dỗ được. Nhưng khi cười lên, trông như thiên thần nhỏ vậy. Nói vậy làm con ngại quá à. Con đó, không chỉ cười như thiên thần, mà trong lòng bọn trẻ, con chính là thiên thần. Nào đâu ạ, à? Con chỉ gấp rút sức mọn thôi. Cô biết, con kiếm tiền rất vất vả. Tháng nào con cũng nguyên rất nhiều tiền. Các nhà tài trợ khác đúng là gấp chút sức, nhưng còn con là dốc hết sức để giúp đỡ. Gần đây con thế nào rồi? Xoay sở tiền bạc có gặp vấn đề gì không? Tuyệt đối đừng cố quá sức. Viện trưởng yên tâm mà. Dù con làm việc cực khổ thế nào, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc bọn trẻ được ăn cơm ngon, mặc quần áo tinh tươm, là con lại có động lực thôi à. Phương Phương, ở nơi này yên tĩnh thật. Anh nói đi thầy Sở, tìm tôi có việc gì? Không có gì. Chỉ là Chi Hàng có nói chúng nó đang trọ ở đây, nên tôi mới ghé xem. Làm phiền em rồi. Không phiền toái gì. Tôi chỉ mở quán trọ, họ vui vẻ ở đây là tốt rồi. Anh nói thẳng đi, chuyện gì? Được, vậy tôi nói luôn. Con bé Lý Tâm Nguyệt sao rồi? Tâm Nguyệt vẫn khỏe. Vậy sao? Bây giờ nó chống đối tôi mọi mặt. Rốt cuộc nó muốn làm gì? Ý anh là sao? Tâm Nguyệt không hề biết gì về chuyện đời trước. Không hề biết gì. Thật sự không biết gì sao? Em có thấy quen không? Tranh này là do em vẽ, đúng không? Lý Tâm Nguyệt đã dùng tranh này để trao đổi bức bảo bối. Dù khi đó em là học sinh, nhưng kỹ năng chép tranh đã rất xuất sắc. Hơn nữa, hai bức tranh này trải qua sự bào mòn của thời gian và năm tháng, người bình thường sẽ không phân biệt được thật giả. Nhưng tôi biết đó không phải là tác phẩm của tôi. Tác phẩm của anh? Từ khi nào bảo bối trở thành tác phẩm của anh thế? Thầy Sở, chuyện anh làm lẽ nào anh còn không rõ? Đúng rồi, cô có thể đưa con đi xem món đồ mà lúc trước con gửi đến đây không? Viện trưởng, cảm ơn cô luôn giúp con giữ gìn món đồ quan trọng như vậy.
Đúng rồi Helen, chuyện lần trước tôi nhờ cô giúp đã làm xong chưa? Yên tâm đi, tôi giúp cô xử lý ổn thỏa rồi. Bây giờ nó đang ở nơi nó nên ở rồi. Nơi này mãi mãi vẫn là nơi mà con cảm thấy vững tâm nhất. Cô mãi mãi là người con tin tưởng nhất. Tâm Nguyệt à, có thời gian thì về nhé. Viện Phúc Lợi mãi mãi là nhà của con. Con muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu. Mấy đứa bé thích con, con cũng có thể đem chuyện thế giới bên ngoài kể cho mấy đứa nó. Cô yên tâm, sau này con nhất định thường xuyên quay về thăm cô và mấy đứa trẻ. Phương Phương, em đừng quên, 20 năm trước em đã hứa với tôi thế nào. Chuyện đó phải giấu kín như bưng trong bụng hai chúng ta, không được nhắc đến nữa. Bất kể bức bảo bối này rốt cuộc là tác phẩm của ai, Lý Tâm Nguyệt không nên dính líu bất kỳ quan hệ gì đến nó. Được, tôi nói cho anh biết, Lý Tâm Nguyệt không hề hay biết chuyện của chúng ta. Bao nhiêu năm nay con bé chỉ muốn biết chân tướng của sự việc. Trước giờ tôi chưa từng nói cho con bé, chính vì muốn nó yên tâm sống qua ngày. Anh không cần lo lắng, con bé sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Nó còn quá trẻ, vốn dĩ không thể đấu lại lão già thâm hiểm như anh. Theo như em nói, so với việc lo lắng Lý Tâm Nguyệt, có phải tôi nên lo lắng về em hơn không? Phương Phương, em phải nghĩ cho kỹ đó. Chút chuyện mà lúc trước chúng ta làm không phải chuyện liên quan gì đâu. Chuyện đó một khi bị công bố ra bên ngoài, những điều tốt đẹp đã xây dựng nhất định sẽ không thể tồn tại nữa. Lẽ nào đời này của em không muốn giữ lại những ký ức tốt đẹp sao? Mời anh về cho. Tôi chỉ là một bà chủ nhỏ, mở một quán trọ nhỏ ở nơi hẻo lánh thôi, không dám có quan hệ với mấy nhân vật lớn như các người. Tôi vẫn sẽ dùng trời nhỏ này của tôi. Anh về chùa miếu cao đường của mình đi. Mời đi cho. Viện trưởng, lần này thật sự cảm ơn cô. Đến chơi thường xuyên nhé. Con xem, mấy đứa nhỏ này vui biết mấy. Thấy mấy đứa trẻ vui như vậy, con yên tâm nhiều rồi. Đúng đó. Chị đi đây. Tạm biệt. Tạm biệt. Nào, vậy con đi trước đây. Đi đường cẩn thận nhé. Yên tâm đi. Thật ngại quá, làm phiền một chút. Có chuyện gì giúp được cho anh không? Tôi muốn hỏi một chút, vừa nãy có cô gái nào nhuộm tóc vàng đến đây không? Cái gì? Tóc vàng ấy? Cậu nhóc, cậu tìm ai? Thật ngại quá, chứ muốn hỏi một chút, vừa nãy có cô gái nhuộm tóc vàng không? Cô ấy tên Lý Tâm Nguyệt đã đến đây. Cậu là gì của con bé? Cháu là bạn trai cô ấy. Con bé qua về thị trấn rồi. Vâng, nhưng bây giờ cháu không liên lạc được với cô ấy. Lúc ấy đến có ai đưa đón không? Không có. Vậy cô ấy nói sẽ lên núi không? Lên núi? Cậu xem, sắp chuyển trời rồi, không ai dám lên núi đâu. Vâng, cảm ơn cô.
Alo, bố già, tình hình đột xuất. Sáng sớm nay Lý Tâm Nguyệt đã một mình bỏ đi. Bây giờ vị trí của ấy đang ở đâu? Tôi có định vị của cô ấy. Cô ấy đang đi về hướng phía núi tuyết. Tiểu Thiên, cậu xử lý chuyện Lý Tâm Nguyệt bỏ đi trước. Nhân lực gần núi tuyết rất ít, đừng gây ra rắc rối gì. Phía anh Huy bên này, tôi sẽ nghĩ cách kéo dài thời gian. Được, đã rõ. Ông chủ Mã, sao thế? Anh Huy, bây giờ tôi đang ở khách sạn. Nhưng mà có một chuyện không dễ mở miệng với anh. Ông chủ Mã khách sáo rồi, anh nói đi. Nguồn tiền trong tay gặp chút rắc rối, tạm thời xoay không được. Hiểu mà, hiểu mà. Anh Huy, tốt quá rồi, tốt quá rồi. Như vậy được không anh Huy? Chúng ta lùi thời gian giao dịch ra sau một chút nhé. Vậy anh xem thử, hai ngày sau được không? Không thể kéo dài thêm sao? Trong vòng hai ngày, vấn đề nguồn tiền vẫn không giải quyết được à? Tôi sẽ tranh thủ. Được. Hai ngày sau, 3 giờ chiều, địa điểm như cũ, chúng ta không gặp không về. Không thành vấn đề, tôi rất coi trọng. Đây là máy định vị cậu cần. Quen không? Để tôi đeo cho cô. Thật sự có tác dụng à? Thành tâm sẽ linh nghiệm thôi. Bùa hộ mệnh. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Cô có thấy người nhảy xuống vách núi tự sát? Trên người sẽ có dây thừng sao? Anh muốn ngụy tạo tôi tự sát. Anh thả tôi ra. Thả tôi ra.
Anh có thể nói cho tôi biết là ai gửi anh đến không? Cô không cần phải biết mấy chuyện này nữa rồi. A Bùi, có tin tức của Lily không? Không có. Bên ngoài tuyết sắp rơi rồi. Lily vẫn chưa về. Không phải xảy ra chuyện rồi chứ? Tôi nhắn tin cho Lily nãy giờ, cô ấy cũng không trả lời. Gọi điện thoại cũng không bắt máy. Tiếp tục gọi. Tôi gọi cho Kim Tiểu Thiên. Đã làm xong việc chưa? Gửi hình cho tôi. Thi thể bị tôi đẩy xuống vách núi rồi. Không có hình. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu không một xu cũng không có. Sao rồi? Chỗ mọi người có tin gì không? Có không? Không bắt máy. Tâm Nguyệt không nghe điện thoại, không tìm được hai người họ. Sắp phát trực tiếp cảnh hôn lễ rồi. Hai người này sao không nói năng gì mà bỏ đi? Chỗ cậu thì sao? Không có. Không được, tôi phải đi tìm họ. A Bùi, cậu đi cùng tôi. Được, tôi cũng đi. Không, Thịnh Hạ, cháu với họ ở đây đợi tin tức. Dì sẽ đi. Vậy mọi người chú ý an toàn nhé. Tâm Nguyệt, Tâm Nguyệt,
Sếp, vẫn không thấy đâu. Phía bên cậu thế nào? Vẫn chưa tìm thấy. Hay là như vậy đi, các cậu tiếp tục tìm. Được, chị sẽ bên đó. Được, cháu dạ Bùi sẽ đi bên này. Được, được. Cô tỉnh rồi. Không sao chứ? Chúng ta đang ở đâu đây? Vừa nãy không phải cô ngất xỉu sao? Tôi thấy bên ngoài có gió tuyết lớn, liền dìu cô vào đây. Đừng cử động. Sao anh tìm được tôi? Tôi vẫn luôn đi theo cô. Lại là gã sát thủ kia. Không sai, hắn là một sát thủ chuyên nghiệp. Mục đích là muốn lấy mạng cô. Vậy phải làm sao? Bây giờ chúng ta mau trốn ra ngoài thôi. Tôi nghĩ gã sát thủ đó vẫn chưa đi xa. Hiện tại trời lại tối, gió tuyết lại lớn, ở lại đây là an toàn nhất. Có đau không?